Vâng, chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với đại 6, bài số 14, số nguyên tố hợp số và bảng số nguyên tố. Là hỏi chấm trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố? Số nguyên tố là số chỉ có ước là 1 và chính nó. Số 7 là số nguyên tố. Những số có 2 ước trở lên thì có hơn 2 ước ạ. Thì không không còn là số nguyên tố. Ví dụ số 8 thì có ước là ngoài ước 1 và chính nó còn có thêm ước 2, ước 4 chẳng hạn. Số 9 là ngoài ước là 1 và chính nó còn có thêm ước 3. Nên 8 và 9 là hợp số. Bài tập 115. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? 32. Tất cả các số chẵn thì ngoài ước nguyên tố 1 và chính nó thì còn chia cho 2, cho nên biết ngay là hợp số. 213. 213 thì ta dùng máy tính. 213. Muốn biết một số là nguyên tố hay không á thì ta chỉ việc ấn vào máy tính 213 bằng. Rồi làm lại nhé. On này chỉ việc bấm 213 bằng ship phát ship b này, này nó bằng 3 × 71, chứng tỏ là 213 chia cho 3 chia cho 71 chia cho 1 chia chính nó, cho nên 213 là hợp số. 435 thì chia cho 1 chia chính nó và chia cho cả 5 nữa, cho nên không có ổn, cũng là hợp số. 417. 417 ví dụ như 4 cộng 1 bằng 5, 5 cộng với 7 là 12. Đúng không? 4 1 5 5 7 12, tổng các chữ số bằng 12 thì chia cho 3 rồi. Lại chia cho 1 chia chính nó chắc chắn là hợp số. 3311. 33 là 6 cộng 2 là 8. Không biết nữa, thử xem nào. 3311 bằng ship phát. Ôi dồi ôi, chết cho 7, cho 11, cho 43. Thằng này thì quá là hợp số luôn. 67. 67 bằng ship phát. Đó, 67 là số nguyên tố. Người ta bảo là có thể dùng bảng. Tất nhiên bảng không thể thắng được máy tính được. Cho nên bảng tôi sẽ buông. Không dùng bảng mà dùng máy tính. Chả tội gì phải dùng bảng. Ok, xong bài 115. Sang bài 116. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền ký hiệu thuộc, không thuộc hoặc là con vào ô trống cho đúng. 83. Có thuộc tập hợp số nguyên tố hay không? 83. Ok, 83 bằng ship phạt. 83 là số nguyên tố nha. Cách làm vậy rồi. Còn đối với Vinacan, Vinacan thì các bạn sẽ bấm là ship 6 4 83 đóng bằng, vẫn bằng 83, cho nên 83 thuộc P. 83 là số nguyên tố mà, cho nên thuộc P. 91 ship 6 4 9 1 bằng 7 x 3. Như vậy 91 chia hết cho 7 chia hết cho 13 chia hết cho 1 chia hết chính nó. 91 không thuộc tập hợp số nguyên tố, điền không thuộc. 15 thế nào so với n? 15 thì đương nhiên là thuộc tập hợp số tự nhiên. 15 là số tự nhiên, còn là số gì nữa? 15 thuộc số tập hợp số tự nhiên. P là tập hợp số nguyên tố, n là tập hợp số tự nhiên. Số nguyên tố chắc chắn là số tự nhiên, cho nên P là con của n thì điền con. Chưa? Các bạn mà cần cẩn thận nữa thì đưa sang bên kia. Tôi điền cho. Đây điền là thuộc. Đây điền là không thuộc.
đây điền là thuộc, đây điền là con, được chưa? Nó như vậy đó. Một một bảy là dùng bảng, thì tôi không dùng bảng nữa, tôi nhắc với các bạn rồi. 117 ship 64117 đóng bằng 117 chia cho 3 cho 9 cho 13 vân vân, cho nên là hợp số, không phải là số nguyên tố. Một ba một, các bạn có thể dùng quay lại đấy, xong bắt đầu xóa xóa điền 31 bằng 131 là số nguyên tố, rồi dùng quay lại xóa 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 313 là số nguyên tố. Nếu sợ quên thì bấm shift 64469 đóng bằng 469 là hợp số. 647 quay lại xóa 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 647 bằng, thì 647 là số nguyên tố. Ok. Thế còn 118 tổng hiệu sau là nguyên tố hay hợp số? Thì ta thấy 3 x 4 x 5 thì là đuôi 0 đúng không? 3 4 12, 12 x 5 là đuôi 0, 67. 67 42. Đuôi 2 cộng đuôi 0 là số này là tận cùng bằng 2, số chẵn kiểu gì thì cũng hoặc là như này, mình sẽ để ý ngay này. Cái tích đó là một tổng gồm có hai số hạng. Số hạng thứ nhất chia hết cho 4, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2. Số hạng thứ hai là 6, có 6 có 7 cho nên cũng chia hết cho 2. Nên chắc chắn là cái tổng này chia hết cho 2. Vậy nó sẽ có ước chắc chắn là chính nó là 1, 2 là 2 và 1 là 3, cho nên chắc chắn là cái IA đó là hợp số. Cái ý B thì ta thấy nó chia hết cho 7, vì đưa 7 ra ngoài phát là trước có 7 sau có 7. Nó là một hiệu gồm có hai số hạng đó, thì thằng thứ nhất chia cho 7, thằng thứ hai chia hết cho 7, thì hiệu này chia hết cho 7. Hiệu mà chia hết cho 7 thì chắc chắn cái số này sẽ chia hết cho 1, cho chính nó và cho 7. Nên nó là hợp số. IC có cái gì chung không? 3, 5, 7, 11, 13, 17. Không có biết. Cái này khả năng phải dùng máy tính. Bấm vào thử xem. 3 nhân... Ôi ơi, chết. 3 nhân 5 nhân 7 cộng 11 nhân 13 nhân 17, 11 nhân 13 nhân 17 bằng shift fact. Thằng này chia hết cho 2, cho 4, cho 8, cho 3, 17. Sao biết nó chia hết nhỉ? Thầy là hợp số, đây là dùng máy tính. Còn nếu mà dùng tay tính thì các bạn tính sao? Hay là chỉ quan tâm cái đuôi 3 x 5 15, 15 nhân với 7, đuôi 5, đuôi 7 là cái đằng trước là đuôi 5, đằng sau là 1 x 3, 3, 3, 7, 21 là đuôi 1. Đuôi 5 cộng với đuôi 1 là đuôi 6.
Như vậy chắc chắn tận cùng của nó bằng 6. Tận cùng bằng 6, số chẵn thì chắc chắn là hợp số. Chắc chỉ quan tâm đến tận cùng thôi. Tận cùng của cái ý D này này là một thằng tận cùng 5, à một thằng thằng tận cùng 1 cộng với tận cùng 4 thì bằng tận cùng 5. Tận cùng 5 thì chia hết cho 5, chia hết cho 1 cho chính nó, cho hợp số. Thế là tất tật tật cái chỗ này hợp hết à. Không có số nguyên tố nào cả. Thay sao vào để được hợp số. Thay chữ số vào dấu sao được hợp số. Thì một sao thì số, ta sẽ thấy ngay là số chẵn. Thì chắc tất cả các số chẵn là hợp số. Cho nên sao ở cái ý thứ nhất, một sao ấy, một sao ấy, thì sao có thể là, để một sao là hợp số nhá, thì sao nó sẽ phải thuộc một cái tập hợp gồm các số 0, được chưa? 11 là số nguyên tố đúng không? 12, 13 là số nguyên tố, 0, 2, 4, 5, 6, 17 là số nguyên tố, 18, 19 là số nguyên tố. Đó, sao thuộc đó. Thế còn 3. Nếu để 3 sao trở thành hợp số thì gồm có 30 là 0 này, 31, 31 là số nguyên tố đúng không? 32, 33, 34, 35, 36, 37 là số nguyên tố hả? 38, 39 chia cho 13. Đúng rồi, 39 là 9 nữa. Ok, hết cái bài 119. Sang phần luyện tập. Luyện tập thì thay sao vào để được nguyên tố. 5 gì thì nguyên tố 50, số chẵn là vứt hết, chỉ còn số lẻ thôi. 51, 53, 55 vứt ngay rồi, chia cho 5, 57 và 59. 51 tổng bằng 6 chia cho 3, vứt. 53 tổng bằng 8, 57 tổng bằng 12 chia cho 3, vứt. Chỉ còn 53 hoặc là 55 chia cho 5 rồi. Ở đâu đây là 59 thì sao nhỉ? 59, 59. Như vậy chỉ còn hoặc 53 hoặc 59. Dùng máy bấm. 53 bằng shift fact được 59 bằng shift fact bằng. Ok, 53, 59. Thế còn đầu 9 mà là số nguyên tố thì chỉ có thể là lẻ. 91. Ok. 93 gạch ngay vì 9 cộng 3 bằng 12 chia hết cho 3 rồi. 95 chia hết cho 5 vứt. 97. 99 chia cho 9 rồi vứt. Vậy chỉ còn 91 hoặc là 97. Dùng máy kiểm tra lại. 91 bằng shift fact. Ồ, 91 chia cho 7 chia cho 13. 91 vứt. 97. 97 bằng shift fact bằng. Ok, 97 là số nguyên tố. Vậy thay vào sao của đầu 5 sao ấy là 3, sao bằng 3 hoặc sao bằng 9. Còn 9 sao là sao bằng 7. Mốt 21 tìm số tự nhiên K để 3 nhân K là số nguyên tố. 3 nhân với K là số nguyên tố. Thì K bằng 1 thì 3 nhân 1 bằng 3. Đúng không?
thì 3 là số nguyên tố. Ok. Ngoài ra K bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bằng bao nhiêu cũng sẽ hợp số hết. Ngoài 1 chỉ có 1 thôi. Thế còn ý B là tìm số tự nhiên K để 7 nhân K là số nguyên tố. 7 nhân K chắc chỉ có mỗi số 1 thôi. K bằng 1. Còn bằng gì được nữa? Cả hai trường hợp này K đều chỉ có thể bằng 1 thôi. K bằng, bởi vì 3 nhá, là bản thân số 3 đã là có ước và 1 và chính nó rồi. Nếu mà K khác 1 một cái thì nó có ước 1, 3 và ước K nữa là xong, phim là hết, là thành số nguyên tố ngay. Cho nên dưới này thì K vẫn bằng 1. Vậy cả hai trường hợp là K chỉ có thể bằng 1 thì 3 nhân K, 7 nhân K là số nguyên tố. 1, 2, 2. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. Có số 2 và số 3. Uh-huh. Đúng không? Có 3 số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố. Có 3, 5, 7. Đúng không? Mọi số nguyên tố đều lẻ, sai. Có số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các số 1, 3, 7, 9. Thế số 5 thì sao? Số 5 tận cùng bằng 5 thay nhỉ? 1, 3, 7, 9. Đấy là số nguyên tố có 2 chữ số cơ. Mọi số nguyên tố có 2 chữ số thì tận cùng như vậy. Còn nếu số nguyên tố có 1 chữ số thì nó có thể có cả số 5 nữa. Thì chỗ này không rõ ràng lắm, cho sai. Còn không biết là các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào. Bởi vì là số 5 thì được gọi là tận cùng bằng 5 đi. Thế còn nếu mà số nguyên tố có 2 chữ số trở lên á, nhưng mà đây đã là mọi rồi mà. Mọi thì tính hết. Tôi không biết, tôi cứ quy ước số 5 vẫn có tận cùng bằng 5, cho nên phát biểu này sai. U. 1, 2, 3. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố P mà bình phương của nó không vượt quá A. Rồi 67 hả? 67 thì mình đi bắt đầu điền đây. Chưa. Sáu bảy thì những số bình phương không vượt quá 67 là số 2 chắc chắn rồi. Số 3 chắc chắn rồi. 3 bình phương bằng 9, 5 bình phương bằng 25, 7 bình phương bằng 49, được chưa? 2 3 5 7, 11 bình phương hơn 100, 121 cho nên không được. 49 thì cũng 2 3 5 7. 2, 3, 5, 7 vì lấy cả dấu bằng. Rồi 1, 2, 7 thì có 2 bình phương bằng 4, 3 bằng 9, 5 bằng 2, 5, 7 bằng 4, 9, 11 bằng 121, 13 bằng 169 thì không được rồi. Cái này thì giống như bên kia và có thêm đến tận 13. Cái này thì có tất cả 13 này. 13 là 169 đúng không? 10 chắc chỉ đến 13 thôi. Hết 13 là 17. 17 bình phương là bao nhiêu? 17 bình phương bằng 289. Vượt rồi. Đó, chỉ điền thế thôi. Hết 123. Kiểm tra một số là nguyên tố. Kiểm tra máy tính. 124, máy bay động có động cơ ra đời năm nào? Máy bay ra đời năm ABCD.
A, B, C, D. A là số có đúng một ước. Ủa, số nào là số có đúng một ước vậy ta? Số 1 à? Số 1 nó có đúng một ước là 1. Còn các số khác đều có ước là 1 và chính nó. B là hợp số lẻ nhỏ nhất. Hợp số lẻ nhỏ nhất là số 9. Đúng không? 1 không phải là số nguyên. Cũng không phải là hợp. 2. 2 là nguyên, 3 là nguyên, 4 ấy 4 4 4. 4 mới là, à lẻ cơ mà, 4 lại là chẵn. 5, 5 lại là nguyên, 6. 6 là hợp nhưng lại là số chẵn. 7, 7 thì là lẻ nhưng mà lại là nguyên. 8 là chẵn, 9 là đúng rồi. 9 là hợp số lẻ nhỏ nhất. C không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số, không phải là số 1. Trời ơi, thế thì là chỉ còn số 0 thôi. Số 0 không phải nguyên tố, không phải hợp số. Và số 1 cũng không phải nguyên tố, không phải hợp số. D là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là số 3. 1903 đã có máy bay rồi. Trời ơi, kinh khủng thật đó ta. Không biết mình làm có đúng hay không. Mặc kệ. Đúng thì đúng mà không đúng thì thôi. Ý hi hi. Rồi, video dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.